Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, chú trọng chất lượng quần chúng ưu tú. Cùng với đó, Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên ở những lĩnh vực và địa bàn trọng yếu, nhất là những nơi chưa có tổ chức đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên và bước đầu đã gặt hái được một số kết quả khả quan. Từ chi bộ đầu tiên với 4 đảng viên, đến nay số lượng đảng viên khối doanh nghiệp FDI thuộc Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã lên đến trên 200 đảng viên. Điển hình là chi bộ Đảng công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng với 19 đảng viên đang sinh hoạt. Xác định bồi dưỡng, đào tạo quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng gắn liền với quá trình xây dựng chiến lược mở rộng của doanh nghiệp. Đây cũng là chi bộ được thành lập sớm nhất trong khối doanh nghiệp FDI tại đây. Chúng tôi tập trung chú trọng vào phát triển cái đảng viên trẻ, đảng viên có cái trình độ cao, thì chủ yếu là tập trung vào cái đối tượng đấy. Cái đối tượng đấy là sẽ là cái nhân tố, là hạt nhân chính trị để mà xây dựng cái tổ chức đảng vững mạnh. Đồng thời họ cũng là những người sẽ đóng cái vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng cái nhà máy này, nâng cái tầm của nhà máy lên theo một cái hướng phát triển mới, bền vững hơn. Còn tại huyện ủy Hòa Vang, trong số hơn 5.000 đảng viên, có 54 đảng viên là tín đồ các tôn giáo, 105 đảng viên là người dân tộc. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, đặc biệt đảng viên là người có đạo, lãnh đạo huyện ủy thời gian qua đã thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời có nhiều biện pháp để phát hiện quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Hòa Vang chúng tôi có một cái việc là hàng năm có gặp mặt tất cả đảng viên là theo các tôn giáo. Qua cái gặp mặt này chúng tôi vừa biểu dương ghi nhận những kết quả của đảng viên đóng góp cho hệ thống chính trị cũng như đóng góp cho đảng, và đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho những đảng viên này, giao nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực. Trong đó có một nhiệm vụ mà chúng tôi tâm huyết nhất, làm sao là mỗi đảng viên là tôn giáo mình phải giáo dục là cộng hóa để làm sao là có nhiều quần chúng tôn giáo của mình vào đảng. Tuy nhiên cũng có một thực tế hiện nay tại Đà Nẵng, đó là sự thiếu hụt đảng viên ở các khu dân cư, thôn, tổ dân phố. Vì vậy, tiếp tục làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo nguồn đảng viên mới ở những lĩnh vực và địa bàn trọng yếu đang là yêu cầu cấp bách, nhưng cũng là thách thức không nhỏ đặt ra cho đảng bộ thành phố.